Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách truy cập vào trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn. Mục đích là để chúng ta tra cứu các hóa đơn đầu vào và đầu ra, xem những hóa đơn đó có đúng là của công ty các bạn giao dịch với khách hàng hay là nhà cung cấp hay không. Tránh trường hợp các nhà cung cấp không giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ với công ty các bạn nhưng mà lại xuất hóa đơn cho công ty các bạn mà các bạn không biết, không kê khai thuế, dẫn đến trường hợp là cơ quan thuế phát hiện và sẽ phạt. Để truy cập vào trang hóa đơn điện tử thì chúng ta sẽ vào hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn, nhấn vào đăng nhập, điền tên đăng nhập là mã số thuế công ty các bạn, mã số thuế không có chữ QR. Nếu như mà biết mật khẩu thì chúng ta điền mật khẩu vào và điền mã captcha vào. Còn trường hợp mà quên mật khẩu thì các bạn nhấn vào quên mật khẩu và điền tên đăng nhập, điền thư điện tử, sau đó nhấn lấy lại mật khẩu. Trong quá trình lấy lại mật khẩu, trình duyệt báo không tìm thấy ứng dụng nền HDDT plugin thì lúc đó chúng ta sẽ tìm bộ cài ứng dụng HDDT và tôi sẽ tải bộ cài của bên chữ ký số 24 giờ. Chúng ta nhấn vào tải HDDT plugin xuống. Khi tải xong thì các bạn giải nén, chọn chuột phải, chọn WinRAR, chọn Extract. Trong trường hợp yêu cầu mật khẩu giải nén thì các bạn sẽ điền mật khẩu từ 1 đến 8. Và đây là bộ cài mà tôi vừa giải nén. Sau đó chúng ta click vào bộ cài để chúng ta cài đặt. Nhấn tiếp theo. Cài đặt xong thì các bạn nhấn vào kết thúc. Từ đó quay lại trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn. Chúng ta tích lại vào quên mật khẩu và điền thư điện tử vào, sau đó nhấn lấy lại mật khẩu. Tại đây chữ ký số của chúng ta được cập nhật thì các bạn nhấn vào OK. Chúng ta điền mã PIN vào, sau đó nhấn đăng nhập. Hoặc khi mà chúng ta cắm chữ ký số vào, các bạn có thể vào phần chứng thư số danh sách và chúng ta cũng điền mã PIN vào. Thì khi mà các bạn ký thì trang hóa đơn điện tử sẽ hiển thị cho các bạn luôn thông tin chữ ký số. Lúc này chúng ta đã cập nhật trạng thái lấy lại mật khẩu thành công. Mật khẩu được gửi về hòm thư của chúng ta. Các bạn sẽ vào email và chúng ta mở thông báo của cơ quan thuế về việc mật khẩu của chúng ta đã được thay đổi. Lúc này có mật khẩu mới thì các bạn quay sang trang hóa đơn điện tử. Chúng ta copy mật khẩu mới này sang để đăng nhập. Chúng ta điền tên đăng nhập là mã số thuế, mật khẩu là mật khẩu mới. Sau đó các bạn đăng nhập mã captcha vào rồi nhấn vào đăng nhập. Lúc này chúng ta đã truy cập được vào trang hệ thống hóa đơn điện tử. Tại đây để tra cứu được các cái hóa đơn thì chúng ta sẽ vào phần tra cứu, chọn tra cứu hóa đơn. Nếu như các bạn muốn tra cứu hóa đơn bán ra thì các bạn chọn mục tra cứu hóa đơn điện tử bán ra. Còn nếu các bạn muốn tra cứu hóa đơn điện tử mua vào thì chúng ta chọn tra cứu hóa đơn điện tử mua vào. Giả sử tôi sẽ chọn ngày lập hóa đơn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Sau đó tôi nhấn vào tìm kiếm. Ở đây không có dữ liệu. Hoặc tôi tra cứu từ ngày 11 tháng 7 năm 2023 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thì tôi sẽ ra được hóa đơn mua vào của công ty HACOM xuất cho công ty Việt Hưng. Còn trường hợp các bạn muốn tra cứu hóa đơn có khởi tạo từ máy tính tiền thì các bạn phải chọn bên tab hóa đơn có khởi tạo từ máy tính tiền. Thì lúc đó chúng ta tìm kiếm mới ra được hóa đơn. Còn nếu như mà chúng ta muốn xem hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nhưng mà các bạn lại tra cứu ở bên phần hóa đơn điện tử thì sẽ không ra. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn cũng như là cách tra cứu các hóa đơn điện tử mua vào bán ra và hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Chúc các bạn thành công!